Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, trong niềm hân hoan đón Tết Canh Thìn và mừng đảng ta tròn 70 tuổi, thay mặt đảng và nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc của nhân dân trên mọi miền đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, lập thành tích xuất sắc trong năm 1999 trên tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những gương người tốt, việc tốt, tài năng trẻ, điển hình mới của phong trào thi đua yêu nước nở rộ trong năm qua. Đặc biệt, những nghĩa cử cao đẹp của quân và dân ta đối với đồng bào miền Trung trong các trận lũ lụt cuối năm 1999 đã tô đậm thêm bản chất nhân văn cao cả của dân tộc ta và chế độ ta. Tôi xin gửi đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc về những công hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Tôi kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, không phân biệt già trẻ, gái trai, giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, hãy nêu cao hơn nữa truyền thống đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Tôi xin chúc đất nước ta yên bình, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đều có bước phát triển mới, tạo đà để vững bước tiến vào thế kỷ 21. Chúc mọi gia đình ấm no, hạnh phúc. Chúc các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên nhi đồng, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, nhất là ở biên giới, hải đảo xa xôi, đồng bào các dân tộc trong cả nước, đồng bào ta nước ngoài, mỗi người đều có trí lực dồi dào, học tập, công tác và làm ăn thành đạt. Mừng năm mới, tháng lợi mới.